Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series Jurassic World của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi săn khủng long nha. Hôm nay thì trước khi vào thì mình đã thu hoạch thêm một số nhà nữa. Cái nhiệm vụ này rất là khó để hoàn thành vì nhà này được có 100 đồng một lần thôi. Mình được 100.000 thì lấy đâu ra nhỉ? Rất là khó. Bây giờ mới được có 45.000. Để mình trồng thêm vậy. Cái này nó không cho kiểu nhân số lượng ấy mà phải bắt tìm từng cái một rất là lâu. Rất là lâu và mất thời gian khi mà xây từng, mình có tiền mà mình không thể mua được nhiều hơn mà mua được từng cái một, kéo rất là lâu luôn. Ok, sẽ tạm đây đã. Bây giờ mình sẽ đi vào đánh nha. Đánh amphibian để lấy amphibian nhân 1. Không biết có được không nhỉ? Được đấy. Mình cho hai con khác vào được. Lấy lượt cái nào. Nó chỉ cần yêu cầu amphibian nhân 1 thôi. Nó không yêu cầu Oli. Nên là cho con khác vào vẫn được. Dimetrophodon. Con này hai tấn công là con kia dụng. Phòng thủ cơ, ghê đấy. Hai tấn công. Rồi, chúng ta sẽ trừ một cái của nó. Nào, bắt đầu. Trừ một. Ok. Trừ một đợt tân sau rồi. Đánh nó luôn. Mày này, 33.000 máu, kinh không? Úi xồi ôi, nó vã chết mình rồi. Mình vã chết nó thôi. Quất nó. Kinh quá nhỉ. Ba tấn công. Shit. Rồi, con chim cuối cùng. Eudimorphodon. Nào, Zerode. Mày đây. Ok, ngã rồi. Chúng ta chiến thắng trận 1. Trận 2 nào. Vẫn là ba con kia. Mình vẫn chưa có đủ tiền để up con Gogo Surchut lên nữa. À, phải có hai con amphibian cơ. Let's go. Phải có hai con amphibian thì mới cho được con thứ ba vào. Đây nào, 50% máu. 7.000 thôi. Ok fine, mình chết con này rồi. 12.000 máu. Rồi, Mechia ra đây.
Riêng mày một phát thôi. Láo này. Nào, đối thủ tiếp theo. Ôi, nó lường lượt kìa. Gì vậy? Quất nó. À, nó lường lượt cho con cuối rồi. Đấy, mình đỡ được có 3 đam của nó. Không chết kìa. Không chết thì bây giờ mày chết. Tạm biệt. Mày chết này. Ok, con cuối là Amphibian nhân 3 rồi. Mình sẽ cho những cái như sau. Ok. Lấy lượt cái. Colossus. Colossus. Ghê vậy, nó đánh mình luôn kìa. Còn lợn này nắm nữa. Trừ một điểm của nó. Nice. Mày láo này. Hai tấn công, dẹo rồi. Gogo sơ chớt ra sân. Nó mới cấp 20 mà đã 4.000 máu. Ba đó. Mày chết. Ui không chết kìa. Tệ quá nhỉ. Cộng 1. Đỡ được kìa. Gì vậy? Nó tấn công một nó nhường lượt ba. Chơi vòng thủ nó vậy. Rồi. À mình đã trừ một phòng thủ nó rồi đấy. Đây là nó hai phòng thủ cơ. Rồi luôn. Cộng 50% máu. 7.700. Hai phòng thủ cơ. Kinh ấy, con này lây vậy. Nó có tấn công mọi hoài à? Thôi mày chết đi. Mày chết này, vậy nó nhường 3 lượt tấn công cho con kia rồi. Oh shit. Thôi tôi đi rồi anh em ạ. À. 17.000 máu luôn, công nhận kinh. Khó nuốt quá nhỉ. Mày đã chơi tao thế, tao chơi mày luôn này. Let's go. Cộng 1 point, nhường tiếp. Vậy là con đằng sau có 4 point. Nó sẽ làm gì?
Rồi tuyệt vời, nó tấn công luôn. Ok, fire up. Không giết được đâu, đấy. Nó phòng thủ một. Nó không đánh à? Trừ 2 điểm đằng sau của nó. Chết mày đê. Nó đã cộng có 1 thôi. Tại do thơn. Mẹ có lợn này. À, phòng thủ nữa đi. Năm tấn công để giết thôi. Rồi mình đã có cộng 2 phòng thủ của rồi, nó giết mình luôn rồi. Ok đấy, đừng go go sơ chớt, giết mày. 7 tấn công luôn đi, nhảy lên giết nó. Sổ sổ. Rồi luôn. Hai tấn công. Chết rồi. Thôi mình lại thua rồi. Quả tấn công luôn, bọn này chuyên ra bỏ lượt đấy. Chó này. Let's go. Giết nó luôn cho anh. Cộng 3 thành công. Tạm biệt con lợn. Trừ 1 action đối phương. Mày chết chưa? Nhường lượt này. Con đầu tiên đã chết. Một tấn công à? Lại nhường lượt à? Mày nhường mày sai lầm rồi. Nhường này sai lầm chưa? Nào bây giờ mày giết tao đi. Tao dạng lấy con kia tao giết mày. Hai tấn công. Dụng rồi. Cola. Tiêu diệt nó thôi. Mày láo này. Ok. Bây giờ đến phần cùng lắm thịt. Cola sau chớt. Nunda Searchers. Con này nghe là lạ nhỉ. Lại Nunda. May là không được con Common nào. May đấy. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với con Super Rare nhân 1. Let's go. Nào làm gì cô ơi, một tấn công à?
Ghê. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Xong rồi. Nhân 2 rồi à? Any creature nhân 2. Thế thì nó xong đời rồi còn gì nữa. Mechia này, hai con này. Này thì Capro Surges này. Capro này. Còn tiếp theo, khẩn trương. 7.000 đam, máu đâu đỡ cho đủ. Máu đâu đỡ cho đủ. Tách rồi. Ok, chúng ta sẽ chọn toàn khủng long bay thôi. Ok, chúng ta sẽ đánh phát đầu tiên. 1, 2, 3, đánh. Mày ngã đi. Còn tiếp theo, Rhinoceros. Toàn khủng long dĩ dĩ nhỉ. Nó không đánh luôn kìa. Nó không đánh kìa. Sako Sajos. Con này thì mình có này. Ô, nó vẫn không đánh. Thế nó nhường lượt làm gì? Mày. Xong rồi. Ok. Mình sẽ nhận được con Uasaurus. Mình có con này rồi. Ok. Mình sẽ thu hoạch đống này nha. Rồi ok. Thì để ủng hộ mình làm tiếp với clip tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, comment ngay phía dưới và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.